Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào khoảng 6 giờ chiều hôm thứ Hai vừa qua. Số người thương vong được dự báo là sẽ tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới. Theo báo cáo, thì trận động đất đã làm thiệt mạng khoảng 280 người và hơn 1.000 người khác bị thương tại cả hai nước là Afghanistan và Pakistan. Tại thủ đô Kabul thì khoảng 70 người bị thương, không có người tử vong. Nguồn điện và thông tin liên lạc tại Kabul tạm thời bị gián đoạn. Nhiều tòa nhà bị hư hại sau trận động đất này. Hiện chính quyền Pakistan và Afghanistan đều đang gấp rút tiến hành công tác cứu hộ và sơ tán cho các nạn nhân. Thưa quý vị, theo thông báo từ Trung Quốc, thì ba quốc gia Đông Bắc Á chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Trung-Nhật-Hàn họp mặt sau căng thẳng hồi năm 2012 liên quan đến Thế chiến thứ hai. Tại một cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Trung Nghiên cho biết, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, tuy nhiên không nêu rõ thời gian cụ thể. Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, sự kiện có thể sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Quan hệ giữa Trung, Hàn với Nhật vẫn còn khá căng thẳng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chúng tôi hy vọng các bên đều có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử một cách phù hợp với tinh thần đối mặt với quá khứ và cùng nhìn về tương lai. Và các bên có thể đảm bảo mối quan hệ hợp tác ba bên phát triển lành mạnh và ổn định để mang lại những lợi ích thực sự cho người dân ở cả ba quốc gia. Tuần trước, bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc cũng lên tiếng bày tỏ hy vọng hội nghị ba bên sẽ giúp xóa bỏ các rào cản trong mối quan hệ Hàn-Nhật, đồng thời tăng cường sự ổn định của khu vực Đông Bắc Á. Ba nước láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á gần đây cũng đã có những hành động cải thiện quan hệ, từ việc tổ chức cuộc họp cấp cao của các ngoại trưởng vào tháng 3, cho đến nỗ lực cố gắng tái tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao để thảo luận các vấn đề hợp tác.